cải lương màu sắc. Hoàng tử điên của tác giả Hoàng Ngọc Ẩn. Biên tập thực hiện Thân Lộc, dàn dựng Thới Lai. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ được quý thính giả gần xa mến mộ: Minh Dương, Lệ Thủy, Phương Quang, Thanh Hằng, Dương Thanh, Lương Tuấn, Diễm Ngọc và Thành Chiến. Cổ nhạc Năm Dĩnh, Giang Hải. Tân nhạc Thái An. Âm thanh Hồng Danh. Cho anh xin lỗi nghe. Từ nãy giờ anh ở đâu mà em gọi 5 lần 7 lượt cũng không thấy anh đến nữa. Anh đang tập bắn cung, nghe tiếng em cho nên anh vội vã về ngay nè. Thiệt không? Thôi em biết rồi. Em biết hả? Ừ. Em biết cái gì? Em biết nè. Em biết đến như phượng vừa đến nơi này để cùng anh bàn chuyện tương lai. Dội hiểu lầm cho anh là phường thai đen đối trắng. Lâm Bình Giang này thề trọn đời yêu em mãi mãi. Lời hẹn ước dưới trăng là câu minh sơn thể hại. Anh đây vẫn ghi khắc trong tim người bạn lòng chỉ có em thôi. Này đó, còn gì da thịt của người ta chớ. Hãy bình tĩnh đi nàng, để nghe anh phân tỏ. Đối với Đinh Như Phượng, anh chỉ xem như người em gái. Xem như em gái à chứ. Thật mà, còn chữ yêu hả? Anh đã trao trọn cho em từ linh hồn luôn cả xác. Đầu thì xem như anh em anh rồi thân mật quá rồi bước qua tình yêu mấy hồi. Mà Hồng Thúy Nương, thôi không có hồng tím đỏ xanh vậy trơn á. Nương ơi, bộ em giận anh thiệt sao? Giận được đó chứ. Ai biểu cái gì? Ai biểu làm sao? Ai biểu không vỗ người ta. Hôm nay mày đặt nhõng nhẽo quá vậy cô nương. Ủa, nhõng nhẽo vậy đó.
mà bây giờ không có chịu dở phải không? Thôi thôi mà, lớn rồi mà nhõng nhẽo vậy người ta cười chết á nghe. Giờ không có dở phải không? Được rồi, ông dở thì nhầm già đi luôn chứ. Thôi được rồi, thôi được nè, để anh dỗ nè. Say đắm ước mơ, ta cùng chắp cánh trời cao. Mơ huyên ương kết đôi, nghe gió ru hồn say. Thôi bao nhiêu vui hờn, xin người yêu hai thứ. Vòng hoa cưới anh sẽ choàng trên vai người con gái anh yêu, sao trời đếm được bao nhiêu tình anh trao trọn bấy nhiêu cho nàng. Rừng xanh chim hót véo von, hoa lá nồng ngát ngào, cùng có món quà này anh tặng em, chờ anh một chút xíu nghe. Mau mau nha, đợi lâu em giận đó. Mau mau nha. Phương Tùng tổng binh. Dạ. Ngài hãy cho quân hầu dừng ngựa, vì ta muốn xem qua cảnh vật nơi này. Dừng. Quân, dừng ngựa lại. Ồ kìa, một tiên nữ dáng thế dội vàng chi ngoảnh mặt quay lưng. Hãy ở lại đây để ta ngắm chốc ngọc da gà, dáng quyển chuyển ôi quả là thiên kiều bá mỹ. Dạ thưa, ông đây là thái tử xứ Đa Kiệt La. Hả? Một người đang nắm trong tay quyền quý tột đỉnh. Cứ xin thái tử cho kẻ hèn này lui gót, vì sợ qua dại làm bẩn mắt thái tử. Khoan, đi đâu hỡi tiên nữ của lòng ta? Tiên nữ ơi, ta đã từng tội hưởng những mùi hương ngào ngạt, từng trầm trồ ca ngợi hoa cúc quá lan, từng say sưa với mỹ nữ trong cung vàng. Nhưng nay lần thứ nhất mới gặp nàng, ôi lòng ta nghe sao xuyên lạ. Thầy tự muốn nói nàng là quá chúa của các loài hoa, là ánh trăng thu soi dải ngân hà, cho trăng nước chập chờn lã lơi tình tứ. Gió với mây là chuyện bướm ong, trăng với nước chỉ dành cho hạng thường tình nhi nữ. Còn hồng thúy nương này là gái miền sơn giả, chỉ biết sống yên lành với định mệnh trời ban. Hồng thúy nương, một loại hoa hồng mà ta mơ ước, nay đối diện nhau đây, âu cũng là gió con tảo sắp bài. Hồng thúy nương ơi, ta muốn nàng quên hẳn nơi đây, về với lầu son trường ngắm với cung vàng xa má, phủ vào mình những ngà ngọc trắng châu, cho hoa thơm thêm tấm màu. Ở nơi đây dù núi thẳm rừng sâu, nhưng lòng tôi rất vững vàng. Bốn mùa nhìn lá khô rơi rụng, nghe suối ngàn reo mãi quanh năm. Ô những đâu bằng nơi chốn cung vàng, rốn rệp muôn người tài tử giai nhân.
sẽ giúp cho nàng quên hẳn nơi này, một thôn nghèo heo hút buồn tên. Nhưng nơi đây đã ghi trong lòng tôi biết bao kỷ niệm vui buồn. Tình cảm trót đã buộc ràng, thì một sớm một chiều tôi không thể nào quên được. Nhưng ta đã yêu. Không được, không được đâu Thái tử ơi. Hồng Thúy Nương này chỉ là hoa hèn cỏ dại. Xin Thái tử hãy tìm những tiểu thơ lá ngọc cành vàng mà nói chuyện nợ duyên. Nhưng tiểu thơ đại cát, ta đã chán rồi, vì họ rất cao kỳ. Dạ, không được đâu Thái tử. Tại sao? Dạ tại vì tôi là gái đã có chồng. Phương Tùng, ta phải làm sao đây? Vì nàng đã có chồng. Dạ thưa Thái tử, có chồng mà kể có chồng, còn duyên ta ẩm, ta bồng, ta mang. Kẻ nào diễm phúc hơn ta? Kẻ chắc hẳn là Tống Ngọc Tái Sanh hay Phan An Giáng Thế. Nhưng dầu cho Phan An, Tống Ngọc, Hồng Thủy Nương cũng thuộc về ta mãi mãi. Tống Minh. Dạ. Ta hồi triều trước, ở đây ngài toàn quyền hành động. Ngài đã nhớ nơi triều nội, ta đợi tin vui nha. Xin Thái tử yên tâm, tôi hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm. Tạm biệt mỹ nhân, ta sẽ chờ đón nàng ở Dương Quốc Đa Kiệt La. Tạm biệt nàng. Hồng Thúy Nương, nàng đã nghe lệnh truyền của hoàng tử chứ? Vâng, và tôi đã trả lời theo ý của tôi. Nghĩa là nàng chống lại lệnh của hoàng tử à? Xin tổng binh tha thứ tôi. Cẩm vệ quân, bắt Thúy Nương về triều lập tức. Khoan, điều đó là kẻ bề trên, xin đừng hành động như phường bất chánh. Anh Giang. À, thì ra đây là người yêu của nàng. Vâng, đây là người mà tôi thương, và tôi nguyện gửi một đời xuân sắc. Nếu biết được rồi thì xin ngài hãy trả nương về cho kẻ hạ dân. Trả nàng về cho ngươi à? Ngươi yêu nàng nhiều lắm sao? Vâng, chúng tôi yêu nhau bằng tất cả tấm chân tình. Mất nàng là tôi mất đi lẽ sống, nàng là hơi thở, là nguồn an ủi của kẻ hạ dân. Nhưng qua sinh ai lại cắm vào bình dở? Phụng với gà cách biệt quá xa, thân phận của ngươi bé nhỏ quá, tồi tàn quá. Thì nhà ngươi không có quyền giữ pho tượng vô giá này, dầu ngươi chỉ quỳ mọp dưới chân mà kiếm ngưỡng. Cẩm vệ quân, thi hành. Các ngươi không được quyền bắt Hồng Thúy Nương. Cẩm vệ quân, bắt luôn gã đó. Giang ơi cứu em. Hèn hạ lắm các ngươi, hèn hạ lắm. Nhà ngươi là cái nhọn trước mặt ta, để nhà ngươi sống là nhiệm vụ của Thái tử giao cho ta khó hoàn thành. Quân, chém gã cùng đinh này cho ta. Khoan, tổng binh ơi, Hồng Thúy Nương này dập đầu giang lại, xin ngài hãy buông tha cho người tôi yêu, khỏi tội rơi đầu, ơn này ngàn kiếp không quên, nguyện kết có ngâm dành. Nếu nàng muốn cứu mạng gã cùng đinh kia, hãy bằng lòng theo ta về hoàng cung, bỏ miệng rừng núi hoang tàn, suốt đời sống cảnh cao sang. Thúy Nương ơi đừng thương tiếc, làm gì một thể xác hèn mọn hôi tanh, hãy đưa anh xuống tuyền đài cho thân nàng được trăng trong. Tổng binh ơi sao ngài đành đoạn, chia rẽ quyên ương cho mang khổ mang sầu. Ôi xin ngài lấy lượng biến trời, tha chết cho người tôi yêu. Với điều kiện là nàng phải ngoan ngoãn vâng lời xa rừng núi và đến duyên cùng Thái tử, thế nào nàng bằng lòng chứ? Xa núi rừng, xa cả người yêu để về với cung ngà tháp ngọc, để lại nơi đây một thôn nghèo héo hụt buồn tên. Tổng binh ơi, xin ngài đừng bắt tôi phải tuân theo một lệnh truyền ác nghiệt. Nếu nàng không bằng lòng, tôi nghĩ nàng phải chết. Quân, sẵn sàng chờ lệnh. Ta cho nàng thêm vài giây phút để suy nghĩ, để rồi định đoạt cả một đời. Giang ơi, người ta bắt chúng mình phải xa nhau,
Người ta bắt em vì phụ chàng, người ta bắt anh phải ở lại rừng xanh, còn em phải về hoàng cung diễm lệ. Giang ơi thà sinh ly mà mình còn hy vọng gặp lại nhau vẫn hơn là từ biệt mà xa cách trọn đời. Giang ơi, anh có tha thứ cho em không? Không, không ai có quyền đoán tuyệt tình ta, không ai có quyền bắt buộc em phải xa núi rừng mãi mãi. Các người cũng là con người, có óc, có tim, có lương tri phán đoán. Nhưng tại sao các người hành động vô lương? Các người hãy giết tôi đi, tôi không sợ chết đâu, tôi bằng lòng chịu chết. Anh hùng đấy, vậy mời anh hùng hãy ngửa cổ ra để chịu chết. Quân thi hành. Khoan, các người dừng tay lại. Tôi bằng lòng về triều nội để cứu mạng sống cho chàng. Nàng đã bằng lòng có thể chứ? Quân, đưa Hồng Thúy Nương đi. Hồng Thúy Nương, Hồng Thúy Nương, trời ơi, người ta đã mang nàng đi theo tiếng gió ngựa phi mịt mù để mặc cho kẻ ở lại đây nỗi nhớ niềm thương mang nặng trong lòng. Hồng Thúy Nương ơi, với đôi tay bé nhỏ của em thì làm sao trông được uy quyền bao lực. Thuyền tình đã bị phong ba, sóng sổ gió đầy nên đôi ta đoàn liền. Trời ơi, chắc hiện giờ em đang tuôn rơi nước mắt để khóc cho buổi chia ly không hẹn ngày trở lại. Lối cũ còn in đôi gót sen thon nhỏ mà người xưa giờ biên biết trời mây. Mình anh thương nhớ với đầy, em ơi có thấu phút giây đoạn trường. Hết rồi, Thúy Nương ơi, đã hết rồi, tình mình chỉ bấy nhiêu thôi. Lâm Bình Giang, tỉnh lại anh Lâm Bình Giang. Kìa, cô Như Phượng đó à? Vâng, em đây. Phượng ơi, người ta đã bắt Hồng Thúy Nương đi rồi. Đi cùng thái tử xây lầu hạnh phúc, để lại anh trăm nhớ ngàn thương. Thì ra Phượng đã hiểu rành câu chuyện à? Dạ, em đến đây để sớt chia với anh bao điều sầu khổ, mong gánh gồng những mặn lạc đắng cay, vì trên quãng đường dài hai ta cùng dấn thân lên một niềm tâm sự. Phượng, em nói thế có nghĩa là yêu đơn phương thầm len, để nghe lòng mình rai rất xót xa, vì ai kia mãi một giả tuôn thờ, mãi mơ tưởng đến bóng Hồng Kiều Diêm. Có lẽ người ấy vô tình không thấu hiểu rằng Như Phượng đang mang một nỗi niềm riêng. Nhưng tại sao Phượng không thú thật lòng mình để cởi mở những gì còn dâu kín? Người mộng ấy đang đối diện với em, đang đổi trao niềm tâm sự, là Mạc Ninh Giang, một chàng trai nơi miền rừng núi quê nghèo. Phượng yêu tôi à? Dân, em đã
Tôi đã hiểu được tình yêu của Phượng, nhưng tôi không thể đáp lại tình nàng. Vì bên anh còn có Hồng Thúy Nương. Vậy xin Như Phượng hãy hiểu cho mà đừng giận hờn. Còn Như Phượng chỉ là em gái nhỏ mà thôi. Chỉ là em gái nhỏ mà thôi. Thế là anh ta trả lời dứt khoát. Vậy Như Phượng này chỉ là em gái nhỏ của Linh Giang. Vĩnh biệt Phượng, Đinh Như Phượng. Chuyện gì? Hồng Thúy Nương đã phá loan phòng và chạy ra ngoài. Hiện chúng tôi đang bắt giữ. Cho nàng ấy đến đây. Tuân lệnh. Ô kìa Hồng Thúy Nương, ta đây mà. Thái tử, thái tử ơi, hãy trả tôi về với rừng xanh. Đừng giam tôi nơi chốn loan phòng, tôi sợ lắm. Vì nàng mãi cự tuyệt lòng ham muốn của ta nên ta tạm để nàng ở nơi đó. Chứ ta nào có giam cầm nàng gì đâu. Thái tử, thái tử ơi, ngài hãy cho tôi được trở về với căn nhà nhỏ nhện bám rêu phong. Những nơi ấy ngày ngày có kẻ đứng tựa bên sông, mỏi mắt hướng về chân trời xa thẳm, để ngóng trong một cánh nhạn bay về mỏ hồi nhớ. Đâu trong lòng còn yêu mà nơi đây Thúy Nương phá chặt giường xuân, nên quên đi quãng đường đen tối nẻo tương lai giờ đang mở ngõ. Cớ sao ngại ngùng cho ngỡ ngàng bướm ông, gió rừng còn reo suối mơ vẫn êm đềm thì dễ đâu đò sang bên khác. Tôi với người yêu như bóng với hình, trọn đời không rời xa. Hỡi ở lại nơi này, đừng lưu luyến chốn quê nghèo. Những nơi ấy có người yêu đã hứa với tôi sẽ nắm tay nhau đi suốt quãng đường đời. Chỉ rằng nói tiếng hẹn thề, sắc cầm không đổi. Sống trong cung vàng điện ngọc, chung quanh có biết bao nhiêu là mỹ nữ. Ta vẫn cảm thấy xuyến sao trước một dây ngăn ở miền rừng núi thanh bằng. Ngẩn sâu thương nhớ tình lan. Thúy Nương ơi, ta muốn môi hồng của nàng mấp máy nở nụ cười dù nửa miệng mà thôi. Nàng lạnh lùng ta cảm thấy đơn côi, nghe như
hồn lát vào dùng băng gân. Thái tử buồn còn có cung phi mỹ nữ làm vui, còn có nữ quyển quê viên để xem qua ngắm cảnh. Còn mà anh gian xa tôi chắc chàng nhớ thương nhiều lắm, mà chốn quê nghèo lại heo hút buồn tên, thì có khác nào trận mưa giông giữa mùa đông tuyết phủ. Hồng Thúy Nương ơi, nếu có trận mưa giông thì chính ta là người ôm giá lành, trọn kiếp đành cam làm kẻ si tình. Đắp mộng say mơ rồi thầm tối riêng mình, ta đã từng chẳng bừa lên biết bao thể xác, chỉ có vui cười chớ chưa biết gian sinh. Những ai đứng trước nàng tả như tên lính hầu hèn hạ, quỳ dưới chân nữ hoàng để chiêm ngưỡng dung nhan. Dẫu rằng tan nát tâm can, bị người phủ đầy mà lòng càng thêm yêu. Thái tử ơi, trời sinh ra con người trái tim, mà trái tim tôi đã trao trọn cho Mạc Tinh Giang trọn vẹn, nên thái tử với tôi không thể nói được tiếng yêu đương. Nhưng ta muốn biết tại sao nàng không thể vươn tâm cùng đến ấy chứ? Sở dĩ tôi không quên được người yêu cũ với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn là hình ảnh của tình yêu, của những chiều gió thổi hát thiếu nơi thôn giả bóng hoàng hôn. Để cho mình mang mối sầu riêng, một vị thái tử như ta chỉ được yêu chứ không bao giờ tuyệt vọng. Hồng Thủy Nương phải thuộc về ta vĩnh viễn. Thủy Nương hãy theo ta trở lại Luân Phòng. Không, tôi không đi đâu hết. Thái tử, thái tử hãy trả tôi về với người yêu xưa nơi thôn già. Hồng Thủy Nương hãy đến đây với ta, ta không thể để mất nàng. Hồng Thủy Nương, đừng, thái tử đừng chạm đến tôi, tôi sợ lắm. Ngoan ngoãn lên nào, đến đây với ta, đến đây. Thưa thái tử. Chuyện gì? Đức vua cho đòi thái tử đến cơ mật viên có việc khẩn cấp. Lui, dạ. Ta sẽ đến ngay. Hồng Thủy Nương, nàng không bằng lòng về Long Phòng thì nàng cứ ở đây chốc lát, ta sẽ trở lại. Hy vọng rằng nàng sẽ nói yêu ta. Quân, dạ. Canh giữ Hồng Thủy Nương cẩn thận nha. Dạ. Thái tử, thái tử. Trời ơi, trời ơi, biết đến bao giờ tôi mới được về chốn xưa để cùng với người yêu hát lên bản tình ca mộc mạc. À, Hồng Thủy Nương đây rồi, ta phải giết nàng để giành hạnh phúc. Hồng Thủy Nương, nàng phải chết. Bảo Ngọc, đừng giết Hồng Thủy Nương. Vô Tùng tổng binh, ngài cũng có mặt nơi này nữa à? Để cả ngăn hành động tội lỗi của nàng. Tôi không muốn bất cứ ai dò xét hành động của tôi. Thối thường những kẻ biết tiếc ngọc thương hương thì bị hững hờ, còn người xem quá như bèo bọt lại được tình yêu. Ngài, ngài muốn ám chỉ tình cảm tôi đối với thái tử à? Thật tôi không ngờ. Ngài định bảo rằng không ngờ em gái mà lại yêu anh ruột mình chứ gì? Ngài tưởng tôi không rõ thân thế của thiếp Ngọc Nguyên hay sao? Bảo Ngọc, nàng... ai cho nàng biết điều đó? Tổng binh cũng không cần biết vội. Nếu tổng binh chấp nhận việc thái tử không là anh ruột của tôi, thế thì tôi có quyền yêu thái tử chứ? Nhưng trước mắt thái tử, nàng chỉ là một chiếc bóng không hình. Vì có Hồng Thúy Nương kiều diễm. Đúng. Vậy thì Hồng Thúy Nương phải chết. Bảo Ngọc, nàng hãy dừng tay gươm đi.
đừng vô tình mà mang tội giết người. Khi bầu trời yêu phủ trừng màu tan tóc tê lương, tim này rương máu ghen tức, nghe lòng say rứt buồn tuổi. Bởi gan mất rồi tình giá biết cho sầu dân mi. Bảo Ngọc ơi, có khi nào nàng rảo bước xem qua nơi hồ lạc thì nàng thử một lần quay mặt về sau để thấy có một kẻ trông theo bằng đôi mắt si tình. Khoảng cách chẳng bao xa mà xem như mấy dặm trường tình. Trời đỡ gió đông tôi không nghe mình giả lạnh, mà lòng bàng hoàng chỉ lo sợ cho ai. Bởi kẻ trao tình phải hứng chịu chua cay, vì ai đó mãi hững hờ lạnh nhạt. Đêm từng đêm tôi hờn phẫn bạc, nghe cô liêu quang vắng lạnh lùng. Tôi đã nghe những lời tỏ tình này của tổng binh, và nếu như tôi nhớ không lầm là tôi đã trả lời dứt khoát với ngài rồi kia mà. Phải, chính tay tôi đã nghe những lời chúa nhắc, mà tiểu thơ đã đốt tặng cho kẻ này. Ôi những tiếng cước từ chối bỏ sơn, vì qua đắng qua cay. Vậy mà hồn vẫn còn đắm còn say, cùng tiếp tục chìm vào cõi mộng. Dầu biết phút sau cùng vẫn ôm sầu tuyệt vọng, vẫn trọn đời mang nỗi niềm riêng. Nhưng tôi vẫn cố tìm một tình yêu còn sót lại, sau trận bão lòng sẽ lắng dịu tâm tư. Chừng đó tôi sẽ mở đôi vòng tay đồng, chờ đón giai nhân bằng tiếng pháo từng mừng. Tiếng pháo rền vang đón mừng ngày hôn lễ của tổng binh. Mà chắc chắn cô dâu ấy không phải là tôi. Tôi biết niềm hy vọng của mình rất mong manh, nhưng Bảo Ngọc cũng đừng tàn nhẫn mà không cho tôi được tròn mơ. Được ẩn tình của tổng binh, nhưng trễ rồi bởi chậm một bước đi. Thôi thì ta nói chia ly, dẫu buồn lắng đồng trên mi giãn sâu. Ôi, chỉ một lời nói của Bảo Ngọc cũng đủ xoa dịu vết thương đang rỉ máu. Ôi, không còn gì sung sướng đâu bằng khi người yêu hiểu được lòng mình. Tổng binh ơi, tổng binh biết chăng chỉ không chấp nhận việc xoáng đế đoạt ngôi của cha tôi hồi 20 năm về trước, nên mẹ tôi khổ đau quất ức, do đó bà phải mang một căn bệnh trầm kha. Trước khi cõi đời nhắm mắt lìa xa, mẹ ôm tôi vào lòng tỏ bài mỏi mùi. Từ đó tôi thầm yêu thái tử, dầu là đơn phương nhưng không thốt nên lời. Tổng binh ơi, tình yêu có trăm chiều ngàn hướng, nên mình có tìm bạn đồng hành để cùng dìu trên một lối đi.
biết như vậy? Tại sao nàng đeo đuổi theo chi để mang sầu tuyệt vọng? Không, Bảo Ngọc này không để cho mình tuyệt vọng bằng cách giết Thúy Nương đổi hạnh phúc. Thái tử, thái tử ơi, hãy trả nương về cho người yêu cũ, hãy trả nương về. Trong giấc mơ nàng vẫn kêu gào kinh hãi, thì ra nàng không yêu thái tử. Vì vậy tôi khuyên Ngọc đừng giết Thúy Nương, vì nàng là một cô gái đáng thương. Nhưng nàng vẫn phải chết vì nhan sắc của nàng đã mê hoặc thái tử. Bảo Ngọc, thái tử đến, vậy ta nên lánh mặt để tránh sự nghi ngờ của thái tử. Trước sau gì Thúy Nương cũng phải chết. Ồ kìa, giai nhân đã say nồng trong giấc ngủ. Hồng Thúy Nương, Hồng Thúy Nương ơi, ta yêu nàng. Tâu thái tử. Tâu rỗi mà cũng trọn giờ nữa, điều gì? Thưa, có một thanh niên đang la hét trước hoàng thành, đòi thái tử trả lại người con gái tên Hồng Thúy Nương. Gã cùng đinh ấy dám đến đây đòi lại người yêu à? Được rồi, ta sẽ có cách để Hồng Thủy Nương nói lên tiếng tuyệt tình với hắn. Cho gã vào đây. Tuân lệnh. Được, ta sẽ thực hành ý định. Hồng Thủy Nương, có anh là Linh Giang đến tìm em đây nè. Em ở đâu Hồng Thủy Nương? À, ai? Ai vừa gọi Hồng Thủy Nương? Linh Giang ơi, có phải anh đó không? Kìa Hồng Thủy Nương. Mạc Linh Giang. Anh. Không, không, bà không phải là Hồng Thúy Nương. Linh Giang, anh nói gì lạ vậy? Anh không nhận ra em sao? Không bà ơi, Hồng Thúy Nương của tôi quần bô áo vải, chứ đâu phải như bà đang khoác vào thân những gấm lụa cao sang của hạng người kiêu sa của bà chúa bà hoàng nơi cung vàng nguy nga lộng lẫy. Còn người của tôi yêu, người của tôi yêu ở miền thôn dạ, quanh năm tay lắm chân bùn, hay cuộc sống chẳng chung đường, thì bà đâu phải là Hồng Thúy Nương người tôi yêu mến. Trong vòng tay kẻ khác thì họ lại bảo rằng định mệnh la lai.
chứ thử hỏi có mấy ai dám thú nhận mình là con người bội bạc đá. Vì tiền tài vật chất nên phải đành đánh mất lương tâm. Thúy nương ơi, gian này yêu nàng không biết bao nhiêu, tại sao nàng nỡ không đòi theo phương bội bạc để tàn mặt nhau nghe lòng tan nát. Hoàn cảnh này chúng ta hãy tìm cho nhau một lối thoát. Nếu chậm trễ, thái tử đến đây tay anh dương tay hoàng. Hồng Thúy nương ơi, tình yêu có một sức mạnh vô biên, nó từng làm ngửa nghiêng cái điện ngọc cung vàng. Anh đến đây để đóng vai người hùng trong trận mạc, đem sức mòn hơi tàn đột pháo xông tên. Nhưng không phải anh muốn đoạt thành cướp ải để mong làm bá chủ gian sang, mà ước vọng của anh vô cùng nhỏ bé là mong gặp Hồng Thúy nương cho trọn chữ yêu đương. Thì nay đã gặp nhau rồi, mặt nhìn tận mặt bỏ hồi nhớ nhung. Hãy theo em rời khỏi nơi này đi anh. Ta mừng cho qua xưa trở về vườn cũ, thuyền mỏng gặp lại bến mơ. Kìa, thái tử. Thúy nương, nàng đừng sợ hãi. Ta đến đây không phải để rẻ Thúy Chi Huyên, mà ta muốn hai người nở nụ cười tươi rồi cùng đưa nhau về quê cũ. Thái tử không đùa với kẻ hạ dân chứ? Ta nói thật. Ôi nương ơi, chúng mình lại tạ ơn thái tử đi rồi về em. Hạ dân xin kiếu từ thái tử. Đi em. Khoan, trước khi hai người rời khỏi nơi đây, ta muốn thiếu nương chúc rượu cho Linh Giang, để ta nhìn thấy hạnh phúc của hai người mà ta tưởng tượng như hạnh phúc của chính mình vậy. Dạ, muôn vàng đội ơn thái tử. Quân. Dạ. Ngự tử. Dạ. Thiếu nương ơi, uống rượu chốn hoàng cung chắc ngon lắm phải không em? Đây, Thúy nương hãy rót rượu cho Linh Giang. Linh Giang, đây chung rượu tao phùng, xin anh uống cạn. Chung rượu thứ hai, mừng đôi ta trở về rừng xưa núi cũ. Và đây là chung rượu sau cùng, mừng hạnh phúc của chúng mình. Nương ơi, sao đầu óc anh quay cuồng đảo lộn? Rượu này ngon, ngon quá các người ơi. Sao rượu này ngon quá vậy? Phải cho tao uống bằng cái chén nè, bằng cái tô. Chứ cái chung với cái cốc làm sao tao uống cho hết. Giang ơi, anh nói gì lạ vậy? Ai là ai quen? Cái gì quen với lạ? Cái con nhỏ này mày sao mày vô duyên hết chỗ nói vậy mày? Thái tử, có phải rượu này là cuồng tử? Hả? Cuồng tử? Rượu điên à? Phải, suốt đời hắn phải là người điên loạn, phải khổ, phải đau như chính hiện giờ ta đang đau khổ. Trời ơi, Giang ơi, anh có biết hiện giờ anh đang điên loạn không? Điên hả? Mày điên hay tao điên? Mà tao điên hay là mày điên? Mà điên là cái gì? Nè, mày đừng có làm cái giọng bà nội tao nghe. Tao điên mà sao tao biết mày là má của tao? Nghĩa là tao với mày đã làm lễ trầu cao, chỉ chờ ngày đưa đám là thành con với mẹ. Mẹ ơi, con là con của mẹ nè. Mẹ ơi, sao mẹ đánh ta? Trời ơi, Linh Giang, anh đã cuồng tâm loạn trí thật rồi. Thì nàng nên xa rời hắn như xa rời một con bệnh hôi tanh. Đừng dại khờ trộn lấp tuổi xanh, hãy cùng ta kề vai nhau mà đếm bước. Phải, hai con hãy cùng nắm cẳng nắm tay để đi vào loan phòng mà tụi tí. Chớ đừng ở lại nơi này, một đứa thì cười còn một người thì khóc. Linh Giang ơi, chàng có nhớ chăng?
em là Hồng Thúy nương thuở trước, đã cùng anh biến hẹn non thề nơi núi rừng mái thôn dĩa. Đúng rồi, đúng là Hồng Thúy nương, một nàng tiên ở trên đời. Trời ơi, hắn giờ đã bị điên cuồng, không có thuốc nào chữa trị được đâu. Nàng có thương tiếc đi hoài không thôi, rồi nhan sắc phải hao mòn, chỉ bằng nàng nên nên thuận cùng ta. Anh Giang ơi. Nhỏ ơi, nhỏ à, mày có biết nương của tao ở đâu không? Nếu mày biết ở đâu, mày làm ơn mày làm phước chỉ giùm tao đi. Sao mày biết vậy? Sao mày miếu vậy? Ninh đi, mày thích miếu lắm hả? Mày không thích nói chuyện với tao hả? Mày không thích nói chuyện với tao thì thôi mày. Ai đánh đập gì mày mà mày miếu hả? Mày không chỉ cho tao hả? Không chỉ thì tao đi tìm, tao biết nó ở đâu rồi. Nó ở đâu, nó dám ở đâu? Ở bên đám đậu đầu cầu ngó qua, từ đây đến đó không xa, muốn đi tìm nó phải qua cái cầu nương ơi. Hồng Thúy nương em ở đâu? Anh tìm kiếm đi nè, em ở đâu nương ơi? Mà Linh Giang. Hồng Thúy nương, nàng đi đâu? Tôi phải đi theo Linh Giang để tìm lương y chữa trị cho chàng. Không, không có thuốc nào có thể chữa gã cùng Linh ấy hết bệnh đâu, ngoại trừ một loại lá cây giải cuồng trên đỉnh núi Du Sơn. Nhưng ta tin rằng không ai can đảm hái lá kia, vì khi tay chạm vào lá ấy, chất kịch độc trong cây xông lên, người hái lá sẽ bị phong đơn lỡ lối. Lộc Chung Thủy sẽ giúp tôi vượt qua bao nguy hiểm khó khăn, dầu thế nào tôi cũng phải cứu Mạc Linh Giang. Mạc Linh Giang ơi, chờ em theo dơi Mạc Linh Giang. Hồng Thúy nương, Hồng Thúy nương. Phải, Lâm Bình Nguyên nên theo Hồng Thúy nương là hợp lý. Vì nơi này không ai chứa chấp họ Lâm. Lâm Bình Nguyên, tổng binh vừa gọi tên ai đấy? Đó là tên thật của ngài. Ta muốn người nói rõ ràng hơn. Chức vị của Thái tử Thiết Mộc Nguyên không còn nữa, và cũng không có Thiết Mộc Nguyên nào ở Dương Quốc ta thiệt là. Trời, Dương phụ làm con điên mất. Chắc hẳn Dương phụ đang nuôi dưỡng một âm mưu đen tối gì đây nè. Thiết tưởng giờ phút này ta không bưng bít sự thật của 20 năm qua. Nó chỉ một chất đen nhỏ nhặt, chỉ cần một chảy tay là phủi sạch, thì có đáng gì đâu phải để lưu tâm. Cha mấy ngày xưa là vua trị vì Dương Quốc này đây, hắn đã bị ta đầu độc chết đi. 20 năm qua ta nắm lấy quyền quy, dưới còn một người anh ruột tên là Lâm Bình Giang, đã được một trung thần cứu giúp dưỡng nuôi. Có lẽ hiện giờ ẩn náu nơi rừng xanh, ta dưỡng nuôi ngươi cho mình đầy hối hận ăn năn tay áo, ta không thể nuôi ông. Hôm nay là ngày tận cùng mạng sống của ngươi. Cấm vệ quân, yeah, bắt Lâm Bình Nguyên cho ta. Ba, yeah, xin các người hãy dừng ngay một hành động vô lương. Tên buôn ngựa chột mắt, ngươi và hoàng cung làm gì khi chưa có lệnh của ta? Hiện nhà ngươi có bao nhiêu ngựa tốt, ta sẽ mua hết bất cứ giá nào để đánh đổi sự vắng mặt của nhà ngươi. Không, không, lần này ta trở lại đây, ta không có ý định bán buôn như những lần trước nữa. Hả? Vậy nhà ngươi đến đây để làm gì? Để góp phần vào việc nước non. Ngươi là một tên buôn ngựa, hãy trở về vị trí của một lái buôn. Đừng bắt buộc thể xác nhà ngươi cu mang nhiều tham vọng. Nếu nhà ngươi là một đấng trung thần ẩn mặt, thì hãy ra tay trừ lũ số ngôi, cho giang sơn gấm dốc này khỏi lọt vào tay phường phản chúa. Thái tử hãy an lòng, tôi đến đây không ngoài mục đích đó. Tên buôn ngựa, một lần nữa ta đánh thức nhà ngươi, đừng nuôi hy vọng hão huyền, hãy trở về nghề buôn ngựa sinh nhai. Bằng ngược lại, cả hai chúng bay đồng nắm tay nhau về cõi chết. Chết à? Nếu chết được một cách dễ dàng thì thân này đã vùi chôn dưới lòng đất lạnh cách đây 20 năm về trước năm Thiết Mộc ra. Hoa, nhà ngươi đây là? Chắc hẳn nhà ngươi còn nhớ kẻ này chứ? Mạc Linh Khang. Phải, chính ta là Mạc Linh Khang, tướng lui xem như người xa lạ, rồi ngoảnh mặt quay lưng không nhìn kẻ này đây.
thật là vinh hạnh thay suốt 20 năm dài cách biệt nay tương hội cùng nhau, ôi quá là cao đẹp biết bao. Thì ra ngươi đổi dạng cái hình để làm một thương buồn, len lỏi vào trong cung hoàng để theo dõi việc điều nghi. Ngoài chuyện ấy ra ta còn muốn thăm dò đứa con tên là Bảo Ngọc mà ngươi đã nâng cấp của ta, hiện giờ nó sống chết ra sao? Nó đã chết rồi sao? Một cơn bệnh đậm kha. Dạ, có lẽ hiện giờ thần xác nó đã ra mà. Cao sanh ơi, tôi có tội tình gì mà ông nỡ nhẫn tâm? Cút đi đứa con gái thân yêu thì còn gì đâu để mai sau nối hậu. Tiếp Mộc Kha, tất cả là do lòng dạ ngu quá tham lam. Ôi, ta không thích ai cứ dài dòng nghĩ sự. Thì ta chẳng đưa hàng lòng yêu với người ác độc, ta vào ở đây không ngoài một đích là phải bảo vệ ngôi vua. Bảo vệ ngôi vua hay ngươi muốn được làm vua? Ta đâu phải như ngươi mà ăn cơm chúa, manh tâm hại chúa, hưởng lộc vua mà lại dùng kiếm giết vua. Thì ra 20 năm nay mới mai danh ẩn tích là để giữ toàn bộ cung quân ái quốc. Ta đã nuôi dưỡng hoàng tử Lâm Bình Giang và chiêu binh mãi mã để có dịp cho thái tử khôi phục lại ngai vua. Hả? Trời ơi, hoàng tử Lâm Bình Giang, người ấy là... Là Mạc Linh Giang. Hả? Kẻ đã bị ngài cướp đoạt Hồng Thủy Nương là hoàng huynh của ngài đó. Trời ơi, trời ơi, như vậy là tôi đã hại hoàng huynh tôi rồi. Ôi, thật quý quá thay cho một đấng trung thần. Công lao đó, ngươi hãy xuống âm cung gặp Lâm Dương mà thổ đổi. Đâm vệ quân, bắt khai tên này cho ta. Thái tử, thái tử hãy theo tôi, nhanh lên, nhanh lên. Đâm vệ, đuổi theo. Trên non mà có cá có tôm, dưới sông mà có lũ bèo hùm cùng đàn chim muông. Tao đi mà lên chốn cao xanh, hỏi thăm bà Nguyệt còn thương thằng ông tơ. Tu tì tu tì tu tì. Anh Giang, đang bệnh mà sao anh không ở nhà, cứ lang thang ngoài đường lại ca hát nghiêu ngao hoài vậy? Anh không sợ người ta cười sao? Buông ta ra, buông ta ra. Nhỏ này vô duyên quá à. Ta làm gì mà cứ níu kéo hoài vậy? Buông ta ra, tôi biểu đừng có nắm tay nắm chân ta nữa, nhột lắm chịu không nổi. Người ta thương, người ta lo cho từng chén cơm manh áo, chỉ có việc nắm tay mà cũng giận cũng hờn. Nè, từ bây giờ về sau á, đừng có hòng tôi đến đây à. Em ơi, em giận anh sao? Em không còn yêu anh nữa sao? Em về rồi còn một mình một thân trơ trọi, biết cùng ai bầu bạn đây? Lúc chưa mang bệnh mà anh thốt ra câu nói này thì chắc Như Phượng vô cùng sung sướng. Đời anh chỉ có em là người yêu duy nhất, vậy mà em buông bỏ anh để đi yêu người khác. Không, em không đi đâu hết. Em sẽ ở mãi bên anh và tìm lương y lo cho anh hết bệnh. Dầu biết rằng sao đó, Như Phượng này sẽ lạnh lấy thương đau. Vì bên anh còn Thúy Nương, một bóng hồng ngự trị ở tim anh, không bao giờ tan đi. Còn em chỉ là ánh trăng soi, soi xuống mặt nước nhưng nước mãi hững hờ. Để cho trăng cứ hồ như nhợt nhạt, vì lẽ lối cô đơn.
dòng châu ngăn dài là mũ vô kiếp hồng nhan mà khiến cho anh đau đớn lòng. Dù ngày sau có ra sao em vẫn là người yêu trong mộng, là nàng tiên quyền diệu mà anh đây có bốn phần tôn thờ. Sức mỏi tàn hơi đã mòn sông cạn, anh quyết chẳng thay lòng. Em ơi anh quyết cưới em đem về làm bà nói cho trọn đời ký thác của ông tơ. Kìa, sao lại cưới về làm bà nội? Em không chịu đâu. Vậy chứ mày muốn về làm cái gì? Không lẽ làm ông nội tao hả? Cưới em về làm vợ hả? Dạ, đúng rồi đúng rồi, cưới em về làm vợ, rồi anh viết tên mình lên lá lên hoa. Vậy để anh thả xuống dòng sông, nhờ dòng nước đưa tên mình lên tuốt ở trên thiên đình. Gì vậy? Cho Ngọc Hoàng ghi tên mình vào sổ lương duyên chơn chay. À, cho Linh Giang và Như Phượng bên nhau mãi mãi, phải vậy không? Phải. Phải. Nói Linh Giang với Như Phượng mà phải nói là Linh Giang với Thúy Nương. Nương ơi Giang, Nương, Nương, Giang, Dương Giang, Nương, Giang, Giang, Nương, Nương, Giang, Giang, thì Nương. Thì ra lúc nào anh cũng nhớ đến Thúy Nương. Còn em chỉ là chiếc bóng để nhìn nó mà anh nhớ đến người anh thương tưởng. Sao mày méo? Mày không thích nói chuyện với tao hả? Không thích nói chuyện thì thôi. Làm gì méo? Thôi tao đi ngủ à. Tao ngủ một giấc cho thật dài để hồn tao lên thang mây, tao gặp người yêu trong mộng của tao. Tao ngủ à. Thì ghét hồn. Đang nói chuyện với người ta cái bỏ đi ngủ à. Tôi quyết ở bên anh hoài, coi anh làm gì cho biết. Trời ơi. Linh Giang và Như Phượng đã yêu nhau. Họ bên nhau như cây liền cành, như chim liền cánh. Tình của họ êm đềm như mặt hồ thu vắng lặng. Thì ta lòng nào làm một cơn gió thoảng qua cho mặt hồ sao động. Ta phải đi, đi để cho hai người hạnh phúc. Cầu Phật trời phù hộ cho Phượng và Giang đẹp duyên cầm sắc. Bà kia, bà là ai mà có lời chúc tụng cho tình yêu của Giang với Phượng? Tôi là kẻ thay mặt cho người bất hạnh đến đây để chúc mừng hạnh phúc của hai người. Bà thay mặt cho người bất hạnh, kẻ bất hạnh đó là ai? Hồng Thúy Nương. Hồng Thúy Nương nhờ bà đến đây để cầu chúc cho Giang và Phượng mãi mãi bên nhau, không bao giờ cách biệt chia xa. Dầu ngày sau giống bao cũng không phải mờ, hai chữ thủy chung đừng để rẽ thủy chia quyền. Đừng để yên quanh đôi đường cách sương. Vậy mà tôi tưởng đâu chỉ đang sống huy hoàng nơi điện ngọc cung vàng, chớ tôi đâu ngờ hồng nhan bạc phận trả nợ đời khi tóc còn xanh. Cô nương ơi, tóc còn xanh mà sớm trôn pha màu sầu khô. Tôi còn thơ mà vội đeo mang vàng nỗi đau buồn. Thương tiếc làm chi, một hồng thủy nương máu đã cạn nguồn. Nếu còn luyến lưu người dưới mộ, xin Phượng hết lòng lo lắng cho Giang. Trời giàu hạ, Phượng lấy lá khô làm quạt và nhóm lửa hồng khi trời trở gió đông, để cho Giang
khỏi yêu cô gì nóng bức và không tái tê vì sương tuyết lạnh lùng. Với lời nói này, tôi tưởng chính bà là Thúy Lương không? Nếu không, thì tại sao bà lại không dám nhìn tôi? Bà có thể nào cho tôi nhìn mặt bà không? Cô nương hãy nhìn rõ mặt của tôi đây. À, một người bị phong đơn. Phải, tôi là kẻ bị phong đơn, tôi tàn bẩn thiểu lạ. Sùng cả tụng nào là lòng ngưỡng trắng như tuyết đỏ như sương, giả luôn trung trinh thiết thật đương là nữ thần là bóng dáng của tình yêu. Bà ơi, lời của tôi không phải ganh hiền ghét bỏ mà để chứng minh cho sự thủy chung của gia. Nương chết đi là mang cả trời hạnh, mang luôn hồn gian xuống tận chốn thiên đài. Còn tình tôi với chàng chỉ là một thứ tình cho đi mà không có người đáp lại. Mùa xuân đến trăm hoa khoe màu nở rộ, còn tôi cơ hồ như chẳng thấy xuân đâu. Trời ơi, vậy mà nương không sống để ôm chầm hạnh phúc, bây giờ thì nương đã ra người thiên cổ. Vậy Phượng hãy thay nàng mà lo lắng cho Giang. Tôi tin thời gian sẽ là thuốc nhiễm màu, giúp cho chàng hiểu được tình của Phượng. Tôi cũng mong như vậy. Nhưng biết bao giờ Giang mới thoát khỏi bệnh này, để chàng thấu rõ tình tôi. Trước khi nhắm mắt, nương có trao cho tôi 7 đọt lá giải cuộc để chữa bệnh cho Giang. Cũng bởi vì muốn cứu người yêu nên nàng phải lên tận đỉnh Du Sơn Hai La. Khi tay chạm vào lá thì chất độc từ thân cây xông lên, nên nàng trở thành người, người thiên cổ. Đây, đây là lá giải cuộc Phượng cầm lấy mà chữa bệnh cho Giang. Chỉ cần ngửi được mùi hương của lá này, chàng sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc. Chúc Giang và Phượng hạnh phúc vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Bà ơi, bà, bà ấy đã đi rồi. Mình thử dùng lá cây này để chữa bệnh cho Giang xem sao. Nghẹt thở, nghẹt thở. Ai làm gì vậy? Ai bóp mũi người ta vậy? À? Anh Giang, tỉnh lại anh Giang. Anh Giang. Cô Như Phượng, cô làm gì đây? Còn cha tôi đâu rồi? Hả? Anh Giang, anh Giang ơi, anh đã hết điên rồi. Lại trời Phật phù hộ cho anh. Cô Phượng, cô nói gì lạ vậy? Tôi có điên lộ hồi nào đâu hả? Kìa, lão bá đã về. Dạ thưa cha, mới về. Linh Giang đã hết bệnh rồi à? Cháu Phượng, ai đã cứu chữa cho Linh Giang hết bệnh vậy cháu? Dạ thưa lão bá, vừa rồi có một người đàn bà đem đến 7 đọt lá giải cuồng cho cháu để chữa bệnh cho anh Giang. Ồ đúng rồi, đúng là Hồng Thúy Nương rồi. Ngài, ngài đại tướng ơi. Hồng Thúy Nương. Cháu Phượng, người đàn bà đó đâu rồi hả? Dạ, bà ấy vừa đi khỏi nơi đây. Nè, cháu đi tìm người đó, trở về đây ngay. Vì người đó là Hồng Thúy Nương đó. Vậy
mà lúc nãy cháu nhận không ra. Dân, cháu đi ngay. Thái tử Thiết Mộc Nguyên, mi phải chết. Khoan, xin thái tử Lâm Bình Giang hãy dừng ngay lưỡi gươm quan nghiệt và hãy bình tâm mà nghe tôi càng tỏ đuôi đầu. Đừng để lưỡi tép vô kỳ đoạn lìa tình thâm thủ túc. Trời ơi, con như người trong giấc mộng, duyên cơ nào mà cha gọi con là hoàng tử họ Lâm. Thưa thái tử, ngài hãy bình tâm mà nghe tôi bài giải khúc nổi. Ngài là con của tiên đế, còn tôi là tế tương chốn triều trung. Tôi dưỡng nuôi ngài vô một tai biến ở hoàng cung. Trời, hoàng huynh ơi, anh em ta là con của tiên vương Lâm Thanh Nhân Hầu. Dương phủ băng hà vì độc mi dược của Thiết Mộc Khang. 20 năm rồi sống với kẻ thi chúa cướp ngồi, mà em cứ ngỡ hắn là người sanh thành dưỡng dục. Nhờ tể tướng bài phân nên em mới được hắn tường. Mắt nhìn tận mặt sao lòng lạnh như giá băng. Cao xanh thật la lai nợ tạo cảnh chia tay cùng bài trò hạnh ngộ. Làm cho buổi trùng hoảng thêm thông thiết đoạn đường. Trời ơi, ai khiến xui chi do tình huynh chia ai lối rẽ để biến Lâm Bình Nguyên thành đứa em bạc nghĩa. Biển sông nào gột rửa hết tội tôi làm. Chỉ có chết mới thôi sầu hết khổ, chỉ có lòng đất sâu mới cất giấu hành động bẩn nhân. Nhưng trước khi từ giả cõi đời u trọng, em xin dập đầu vang lại quan huynh, hãy nói lên một lời tha thứ cho lòng em đây với bớt đau buồn. Việc gấp đoạt phi nương của thái tử là việc làm ngoài ý muốn. Vậy xin thái tử Lâm Bình Giang lấy lòng quảng đại của người anh mà tha thứ cho em mình. Dòng họ Lâm Dương có làm chi nên tội mà cao xanh ông luôn bài cảnh đau lòng. 20 năm nay kẻ ở cung Sơn Điện Ngọc, còn người nơi rừng thăm quan vua. Để rồi có chuyện trơ trêu em vô tình cướp đoạt duyên anh. Hoàng đế, hoàng đế ơi, anh không hờn giận chi em mà chỉ trách cơ trời cay nghiệt. Nỡ tạo cảnh ly tan đắm đầy nước mắt để buổi trùng phùng còn không thiết bi ai. Nhưng anh sẽ xóa đi vết đen dị dạng cho tình để huynh mãi được tràn đầy. Lòng anh cao cả quá khiến em hổ thẹn vô cùng. Thôi, em đừng khơi lại làm gì vết thương đau, mà hãy lo cho hiện tại và tương lai. Cơ nghiệp tiên dương được phục hồi, tất cả là do công lao của ngài tể tướng. Ân này biết đến bao giờ anh em tôi mới trả xong. Công lao của ngài tể tướng sau này khi về triều ta đáp tạ cũng không muộn. Bây giờ việc nên làm là phải tìm cho được Thúy Nương để chữa cho nàng thoát khỏi bệnh nan y. Thúy Nương bệnh gì mà gọi là nan y hả? Hoàng huynh ơi, em là một đứa em khốn nạn nhất trên đời. Em đã cho hoàng huynh uống rượu điên vì muốn cứu anh, nên hiện giờ chỉ nương phải mang bệnh thân đơn.
Trời ơi, chỉ vì quá thương ta mà nàng đành khổ một đời. Hoàng Quýnh, Hoàng Quýnh ơi, em phải đi cứu chị nương. Bằng cách nào? Tôi sẽ lên đỉnh Du Sơn hái lá giải cùng. Vì kẻ hái sau sẽ lãnh bệnh của người hái trước. Nghĩa là Thúy nương khỏi bệnh thì hoàng tử bị phong đơn lỡ thôi. Hoàng đế, em phải đi cứu chị nương. Em phải đi. Hoàng đế, hoàng đế, tôi và hoàng tử theo cả ngăn Lâm Bình Nguyên. Lâm Bình Nguyên, tâu bệ hạ, mái tranh này là nơi ẩn náu của bọn chúng. Quân, dạ, bao vây căn nhà này cho ta. Dạ. Bây giờ chỉ có cách ta gọi chúng ra đây là buộc chúng trói mình chịu tội. Mở Mạc Linh Khang và Lâm Bình Nguyên, ta biết hiện giờ chúng bay đang có mặt trong nhà. Quân hầu, cả hai ra đây trói mình chịu tội nghe chưa? Tại sao lại im lặng như tờ? Chẳng lẽ chúng biết ta đến đây là cùng nhau lẫn trốn? Tổng binh, dạ, gọi thêm lần nữa xem sao. Dừng. Bở Lâm Bình Nguyên và Mạc Linh Khang, nếu chúng bay ngoan cố không chịu ra quy hàng thì căn nhà này sẽ trở thành trò bụi. Vẫn không có tiếng trả lời. Quân, dạ, từng tên một vào nhà lục soát. À, hình như tên quân của ta vừa bị giết. Quân, dạ, tiếp tục. Lại thêm một tên nữa. Dạ. Tổng binh, dạ, tiêu diệt chúng cho ta. Và một tàu lĩnh thi hành. Dạ. Thiếu niên, bệ hạ, bệ hạ, cứu hạ thần, cứu hạ thần, bệ hạ ơi. Hôm tôi đã kề vào cổ của ngài, nếu ngài chống lại giết chết ngài ngay. Nàng kia, nàng là ai? Ông biết để làm gì? Trong khi ông chưa nhận định được mình là ai. Ta không biết ta. Thầy mi là kẻ mắt mù tai điếc, không biết ta là kẻ đứng đầu thần dân chấm họ. Một linh truyền tất cả tuân theo. Nếu muốn bảo toàn mạng sống, ngươi hãy lập tức trả tự do cho ta và... Im! Ngươi tưởng là ta không biết sự việc xảy ra hồi 20 năm qua? Giờ đâu mà hôm nay ông chém vậy? Ngồi trên ngai trị vì thiên hạ, ông đã làm một việc mà trời đất không dung. Nàng kia đã biết được ta đây chính là ai sao nàng không cấm ngôn? À, có lẽ nàng đang điên loạn đó chăng? Nàng nên nghĩ lại thì tội nàng nếu nàng đừng bức tử ta. Câm, ngài hãy câm miệng lại đi. Chính các người phải nghĩ lại để quay về với nẻo thẳng đường ngay. Giờ phút này vẫn chưa muộn đâu. Nếu các người dừng lại tính tham lam. Kìa, binh triều đã đến, nàng hãy nhìn xem. À, nàng đã lầm kế của ta rồi. Chỉ là mũ trước nhỏ nhặt mà ta đã hạ được nàng. Như vậy mà cũng học đòi theo phường nữ hiệp. Tổng binh, dạ, đột khăn che mặt xem nó lại. Dạ. Hả? Trời, Bảo Ngọc cô nương. Tổng binh, dạ, ngài vừa nói gì? Dạ, dạ, buông tàu Bảo Ngọc cô nương. Trời ơi, Ngọc, tại sao con lại hành động như thế này? Tại vì con muốn cha quay về bổn phận một bầy tôi. Đừng ham chi chiếc ngai vàng sáng cả mà ngàn vạn đời sau dòng họ ta mang tiếng là thi chúa cướp ngôi. Tôi biết, tôi biết Bảo Ngọc cản ngăn hành động của cha không phải vì lòng nhân, mà
mà Bảo Ngọc muốn bảo vệ cho thái tử Lâm Bình Nguyên. Bảo Ngọc sợ người yêu chết. Tôi yêu thái tử, tôi bảo vệ thái tử không phải là một cái tội, vẫn còn hơn những kẻ mê miên đỉnh chung mà bán rẻ lương tâm vì bóng sắc mà quên tình tôi chúa. Bảo Ngọc, ai đã cho người biết chuyện của 20 năm về trước? Trước khi chết, mẹ đã cho con biết tất cả chuyện cha làm. Nhưng chắc bà ấy chưa nói lên một điều mà bà ấy cần phải nói. Ý không phải là con ruột của ta. Cha, cha nói gì là vậy? Con là con ruột của cha mà. Không, Bảo Ngọc đã lầm rồi. Nàng chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi, nhờ lòng thương của đức vua nên mới sống sót đến ngày nay. Cha, sự thật như thế nào? Có phải con là một đứa bé bị bỏ rơi như lời tổng binh nói không cha? Trời ơi, sự thật lại phũ phàng như thế này sao? Tại sao, tại sao tôi có tên mà không có họ? Tại sao cha mẹ tôi chẳng mến thương tôi, nỡ trao tôi qua tay một người xa lạ? Đây là hiện thân của loài bèo bọt giữa dòng sông. Ta thương tình vớt lên đem về thả trong áo hồ xinh đẹp. Thế mà người, người muốn trở về số phận bọt bèo, ta cũng không tiếc làm gì không muốn dưỡng mi. Cha, đi đi. Cha, đừng ở đây quay rầy ta nữa. Cha, cha, cha ơi, con biết đi về đâu trong gió sương, trần thế bao đoạn trường, thân đơn muôn lối gai chồng biết nhờ nơi ai. Chiều con đi khi nắng mưa trầm phú lên đầu, từ đây một thân con phải gánh chiều chân yếu chưa quen cùng xoài đá, cánh tay mềm đâu chống nổi phong ba, biết nơi nào để nương tựa thân qua khi khắp nẻo dậy đầy ông bướm. Nếu thật sự con là hài nhi rơi đớt, cầu mong cha hãy tiếp tục nhẫn nhịn. Mi là con của ta, không, ta không muốn có một đứa con chống bán cha. Nếu xấu việc làm của cha, quả là ta nuôi mi nuôi ông tai áo. Bảo Ngọc, nếu Bảo Ngọc bằng lòng cùng tôi gả nghĩa cháu trần, thì lời giảng xin đó mới hy vọng được đức vua bằng lòng. Thôi, thôi đi, các người đừng mong lợi dụng lòng khát khao tình cốt nhục thiêng liêng của một con bé chẳng may bất hạnh bởi cha mẹ nó quăng bỏ rớt rơi. Để rồi các người đã biến nó, biến nó thành phường gian thần phạt chúa cho ngàn sao miệng thế chê cười. Dân, tôi phải đi, tôi phải đi, dầu chưa biết phải đi về đâu, đầu gần hay cuối bề, nhưng tôi được hạnh diện vui mừng và tâm mình không dây bùng nhơ. Tôi đi đây. Đứng lại, Bảo Ngọc, ta phải giết mi để mi sống, ta còn nhân chứng hiểm nguy, thiên hạ sẽ biết ta thủy chúa cướp ngôi. Tổng binh, dạ, giết nó. Dạ muôn tâu. Lệnh thi hành. Tuân lệnh. Tổng binh, mẹ, con người,
Trọng Vinh, nó đã chết rồi. Kẻ nào ẩn mặt bày trò ám muội, hành động như thế không phải là cách anh hùng. Hành động phía trước cướp ngôi như vậy mới là anh hùng sao? Kẻ nào? Ta, Tể tướng Mạc Linh Khang. Và ta là kẻ mi ao ước đòi mạng sống. Thiết Mộc Kha, từ nãy giờ ta đã nghe tất cả việc của ngươi làm. Trước khi đền tội, ngươi phải cho ta biết con bé này có phải là Bảo Ngọc con gái của ta không? Phải, đó là con của ngươi mà ta đã nuôi dưỡng 20 năm qua. Hả? Bảo Ngọc con. Đứng yên. Nếu Tể tướng Thái tử bạo động, ta giết Bảo Ngọc ngay. Không, đó là con tôi, ông không có quyền làm như vậy. Bảo Ngọc, ngày xưa cha bỏ con vì cha muốn trọn đảo quân thần. 20 năm trời cách biệt, nay phụ tử trùng cùng, niềm vui chưa trọn, hay chẳng qua vì định mệnh la lai. Bảo Ngọc, cha muốn dòng họ Mạc nhà ta suốt đời tận tung báo quách, con có bằng lòng không? Vâng, con bằng lòng. Ngài Đại tướng, ngài nói như thế nghĩa là sao? Tôi không vì tiểu tiết mà làm hư đại sự. Bảo Ngọc, con thưa lỗi cho cha. Dạ. Thiết Mộc Kha, mi phải chết. Chết. Trời ơi, Mộc Kha đã giết Bảo Ngọc rồi. Trời ơi, Mộc Kha, ngươi chạy đâu cho thoát? Bảo Ngọc, tỉnh lại đi Bảo Ngọc, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi Thái tử. Không ngờ trong phút cuối em đã nằm trong vòng tay của người mình yêu mến. Em sung sướng vô cùng. Trời ơi, qua bao nhiêu năm gần, anh có ngờ đâu em lại tha thiết yêu anh. Thái tử, trong giây phút chia mới nghe được lời tình mình vừa thoáng lên mùi hương, nhưng em sắp xa anh rồi là muôn đời ta nói câu biệt ly. Bảo Ngọc, tỉnh lại đi em. Dù cho còn giây phút vui bên anh, vẫn nghe tươi đẹp trong lòng. Còn lời nào không em anh muốn nghe, giọng nàng ru em. Trước khi Bảo Ngọc trút tàn hơi xa rời cõi tam, để xác thân được vùi chôn dưới lòng đất lành, Bảo Ngọc. Em tha thiết mong anh an ủi đôi lời, cho nhớ thương chiếu nắng men tình từ lâu. Thôi đừng bàn tay xóa dịu
Ngọc, Ngọc ơi, em đừng nói lên lời chia ly thống thiết. Em hãy gượng sống với anh, đừng bỏ anh một mình trên đường trần cô độc. Bảo Ngọc gắn giữ lại mình. Thái tử ơi, được chàng nói tiếng yêu, em sung sướng vô cùng. Ngọc ơi, trong phút giây cuối cùng của một chuyến tình ngắn ngủi, xin em đừng gọi ai tiếng thái tử xa vời, mà hãy dẫu gọi tên anh bằng âm điệu ngọt ngào, để cho hai ta càng thêm gần gũi, bỏ những ngày em trộm nhớ thăm thương. Ngọc ơi, anh nói đây, nói tiếng yêu em bằng tất cả tình yêu chân thật. Anh ôm em vào lòng và bảo nhỏ, anh sẽ cùng em đi suốt cả đường tình. Lâm Bình Nguyên, Lâm Bình Nguyên ơi, em đã tuổi nguyên rồi, bấy lâu nay em chờ anh chỉ có tiếng yêu, dù có chết em cũng vui lòng. Tỉnh lại đi Bảo Ngọc, em đừng nói vậy Bảo Ngọc, mà tỉnh lại đi em. Em hãy gượng sống với anh Bảo Ngọc. Chàng ơi, đã đủ lắm rồi, những gì em ước mơ em chờ đợi, vì em được tất cả rồi, khỏi phải chờ đợi ước mơ. Ôi, một tiếng yêu thì khô khan ngăn ngủi, những hương vị ngọt ngào quyến rũ đam mê, có làm sống lại con tim vợ, nó là trận đông phong làm trở lạnh những lúc ôi nồng. Em không ngờ trong phút cuối em lại được nằm trong vòng tay của người mình thương mến, nhưng tử thần đã chực chờ bên cạnh để đưa em về thế giới bên kia. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, đừng làm anh sợ Bảo Ngọc à. Lâm Bình Nguyên, Bình Nguyên ơi, em không còn đủ sức để nói gì hơn nữa. Bảo Ngọc, em xin Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, trời ơi, Bảo Ngọc đã chết rồi. Ôi, lá còn xanh mà sớm dỗi xa cạnh. Lần đầu tiên ta biết yêu chân thật, cũng là lần đầu tiên ta ngỏ lời xót xa. Bảo Ngọc. Ngài Tể Tướng ơi, tôi đã tìm được Thúy Nương rồi. Kìa, ai đây? Nó là con tôi, Bảo Ngọc, con gái của tôi đã được Thiết Mộc Kha nuôi dưỡng, và cũng chính tên gian ác ấy đã giết chết nó rồi. Tể tướng đã hy sinh quá nhiều cho cơ nghiệp của Tiên Dương. Hoàng tẩu, một lại này xin hoàng tẩu tha tội cho em. Hoàng đệ hãy đứng lên và hãy xem chuyện qua rồi như giấc mộng. Em mừng cho hoàng tẩu hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn đau buồn vì em phải vương lấy chân bệnh kia. Tể tướng, hình như có tiếng vó ngựa. Đúng là binh mã của triều đình. Thưa thái tử, đã từ lâu dưới lớp áo tên buôn ngựa, tôi đã vào hoàng cung là để âm thầm liên kết với các đấng trung thần còn thương tiên đế. Tất cả đều mong có ngày ta trừ khử tên Thiết Mộc Kha gian ác. Nay có lẽ họ đã hay tin chuyện đã xảy ra vừa rồi, nên ba quan văn võ đã đến đây để rước thái tử về triều lên ngôi cửu ngũ. Xin kính thỉnh nhị vị thái tử hồi cung. Xin hoàng huynh cho em được đưa xác Bảo Ngọc về triều an táng theo dương lệ. Anh bằng lòng chiều ý của em. Xin phép tể tướng cho tôi ôm Bảo Ngọc vào lòng trong giây phút cuối. Vâng, thái tử cũng nên an ủi nó lần sau cùng này. Dạ, chúng thần cung thỉnh nhị vị thái tử hồi triều. Quân, dạ, đưa Thiết Mộc Kha về Đa Kiệt La. Dạ, chờ phân sự. Bảo Ngọc, anh sẽ đưa em về.
sâu